Xin chào quý vị. Và hôm nay Tân Đại Dương xin phép được chia sẻ với quý vị về các ngành học được phép định cư tại Úc. Thì hiện tại ở Úc, các quan chức cảm thấy lo lắng khi đất nước này đang lâm vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lao động có kỹ năng. Do đó, Úc đang rất cần sinh viên ở nước ngoài để lấp đầy khoảng cách giữa nhu cầu cao và nguồn cung cấp nhân lực thấp bằng cách nới lỏng quy định cấp visa cho sinh viên. Nếu bạn mong muốn được định cư tại Úc sau khi kết thúc chương trình học, hãy tìm hiểu về những ngành nghề mà nước này đang thiếu nhân lực, chọn đúng ngành nghề mà chính phủ Úc cần. Chính là bạn đã chạm gần đến tấm vé định cư tại Úc rồi đấy. Chương trình nhập cư vào Úc năm 2014-2015 sẽ dành cho 190.000 người, trong đó 68% cơ hội dành cho định cư tay nghề và 32% cơ hội dành cho việc đoàn tụ gia đình. Vấn đề thứ nhất, Tân Đại Dương xin phép được chia sẻ những ngành nghề thiếu nhân lực và được ưu tiên định cư tại Úc. Sau đây là danh sách những ngành nghề thiếu nhân lực và được ưu tiên trong thủ tục di cư General Skill Migration, tức là GSM của chính phủ Úc, bao gồm nhóm ngành kinh tế, tức là kế toán, kiểm toán, thống kê, kinh tế học, nhóm ngành kỹ sư, tức là điện, điện tử, cơ khí, khai khoáng và vận hành dầu khí, kiến trúc sư, hóa học, kỹ thuật hàng không, xây dựng dân dụng, quản lý dự án, nhóm ngành công nghệ thông tin viễn thông, tức là lập trình viên, kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống và mạng máy tính cũng như kỹ sư viễn thông. Nhóm ngành y, tức là bác sĩ đa khoa, nha sĩ, gây mê, nhân viên chụp X-quang, chuẩn đoán bệnh, bác sĩ sản phụ khoa, chuyên viên cấp cứu, chuyên gia tâm thần, hộ sinh, điều dưỡng. Nhóm ngành luật bao gồm các ngành như luật sư, cố vấn pháp luật. Và cuối cùng là nhóm ngành giáo dục công tác xã hội bao gồm giáo viên mầm non, trung học, giáo viên giáo dục đặc biệt, chuyên gia tâm lý và công tác xã hội. Trong khi SOL chỉ liệt kê những nghề đang thiếu hụt nhân lực, thì một danh sách khác là Priority Occupation List PRL liệt kê những nghề thiếu nhân lực có tay nghề và cần được ưu tiên đã được công bố trên website của Bộ Giáo dục, Việc làm và Quan hệ Công sở Úc, tức là DEEWR. Một loạt các vị trí quản lý, giám đốc thuộc các lĩnh vực như nhà hàng khách sạn, tài chính, cung ứng và phân phối, nhân sự, xây dựng, xuất nhập khẩu, sản xuất, y tế và phúc lợi đã được đưa vào danh sách POL. Cả hai danh sách SOL và POL được đưa ra không chỉ nhằm mục đích giới thiệu đến bộ phận những người nhập cư về thị trường việc làm, mà còn để giúp các trường đại học tại Úc nhìn nhận và thúc đẩy các ngành nghề này trong chương trình đào tạo của các trường đại học. Với chỉ 128.550 người lao động cho năm 2014, chương trình định cư diện tay nghề hiện là chương trình lớn nhất của chính phủ Úc, tăng cung cho thị trường lao động Úc, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Xin có một chút lưu ý cho quý vị, đó là danh sách trên đây có thể không đúng trong tùy từng thời điểm. Để cập nhật những tin tức mới nhất về chủ đề này, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học uy tín tại Việt Nam để có thêm thông tin. Vấn đề thứ hai mà Tân Đại Dương muốn chia sẻ, đó là một số trường tốt có cơ hội học tập và định cư tại Úc cao cho quý vị tham khảo. Thứ nhất là ngành kế toán tài chính. Thì trong danh sách này, Đại học Melbourne là đại học số 1 về ngành kế toán tài chính tại Úc theo QS World University Rankings. Đại học Monash là một trong số ít trường có chương trình học song bằng là Double Degree. Bạn có thể học ngành kế toán cùng các ngành như ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh. Đại học New South Wales nằm trong top 10 trường đào tạo ngành tài chính kế toán tốt nhất thế giới, học song song hai chuyên ngành kế toán tài chính, luật kinh doanh, thuế. Đại học La Trobe, chuyên ngành kinh doanh, tài chính, marketing, học hai chuyên ngành mà không thêm tiền học phí. Còn về ngành IT kỹ thuật, chúng ta có các trường như Queensland University of Technology, Curtin University, Charles Darwin University, Flinders University, University of Wollongong, University of New South Wales, Griffin University, University of Melbourne, University of Technology của Sydney, Macquarie University, RMIT, Swinburne University of Technology, University of Western Australia. Về các ngành khách sạn du lịch, thì các trường tư thục chuyên đào tạo khách sạn du lịch với ưu thế vừa học, tức là 6 tháng lý thuyết, vừa thực tập có hưởng lương. Trong 6 tháng thực hành với mức lương thường thì từ 50 tới 60 triệu đồng một tháng. Thì bao gồm các trường Blue Mountain Hotel Management School, ICHM International College of Hotel Management, ICMS International College of Management, Sydney, Le Cordon Bleu, các trường đại học công lập đa ngành có thứ hạng cao trong việc đào tạo các ngành khách sạn du lịch như Đại học Victoria, Đại học Curtin, Đại học Griffin và Đại học Nam Úc. Còn về ngành y dược thì chúng ta có các đại học như Đại học Monash, Đại học New South Wales, Đại học Sydney, Đại học Western Sydney, Đại học Flinders, Đại học
Queensland, Đại học Wollongong và Đại học Macquarie. Và thứ năm là các ngành về giáo dục thì chúng ta có các trường như Đại học New South Wales, Đại học Sydney, Đại học Nam Úc, Đại học Canberra, Đại học Công nghệ Queensland, QUT, Đại học La Trobe. Thì để có thể xin định cư diện tay nghề tại Úc, ngoài việc lựa chọn chuyên ngành học phù hợp, các bạn cần phải quan tâm đến thời gian và lộ trình học. Vì danh sách SOL hoặc PLL thay đổi hàng năm, nên nếu thời gian học kéo dài, có thể sau khi học xong, ngành nghề đó không còn được ưu tiên nữa. Do vậy, việc lựa chọn thời gian học hợp lý là vấn đề rất quan trọng. Thêm vào đó, với mỗi lộ trình học khác nhau, như học sinh Việt Nam có thể nhận được bậc xét visa khác nhau. Với những yêu cầu về tiếng Anh, tài chính, thời gian xét và tỷ lệ được chấp nhận khác nhau, học sinh sinh viên nên tìm hiểu đến các công ty tư vấn du học có uy tín để tìm hiểu thêm thông tin và nhận tư vấn lựa chọn lộ trình phù hợp cho cá nhân mình. Vấn đề thứ ba, một số lưu ý khi các bạn có ý định làm việc và định cư tại Úc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp và muốn tìm kiếm việc làm ở Úc phải thực sự chú ý tới một vài điểm như sau. Điều thứ nhất và khá quan trọng là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp nhất định. Khả năng này phải được chứng thực ngay trong vòng đầu tiên phỏng vấn việc làm cũng là vòng quyết định. Thứ hai là khả năng thích nghi với văn hóa trong môi trường làm việc ở Úc cũng chính là khả năng hòa nhập trong môi trường sau thời gian sống, học tập và làm việc tại đây. Thứ ba, du học sinh cần trang bị cho mình những kỹ xảo nghề nghiệp, đảm bảo củng cố vị trí của mình trong công việc ngay sau khi tốt nghiệp, bên cạnh tính linh hoạt và làm chủ công việc cũng như sự nghiệp của mình trong một xã hội phát triển. Học tập, làm việc và định cư công khai tại các nước có nền kinh tế phát triển luôn là niềm mong đợi của rất nhiều học sinh sinh viên Việt Nam. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, xin các bạn đến liên hệ với chúng tôi tại các trung tâm và chi nhánh trong giờ hành chính như quận 1 và quận 5 tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Nha Trang hoặc số điện thoại 0838484879. Xin cảm ơn.